Xin chào các em. Chúng ta sang bài một số ID là 104. Bài toán này thì minh họa cho phần liên quan đến hỗn hợp amin, đốt cháy amin và nhiều chất khác. Và cụ thể ở đây các bạn phải sành sỏi cho thầy à, đó là liên quan đến phần quy đổi dồn chất. Đó, làm sao đó mà các em dồn chất nó nhanh nhất và tính toán nó ngắn nhất có thể để là các em tiết kiệm được thời gian. Thì cái bài toán này là một kiểu bài toán như vậy. Đó. Thế chúng ta xử lý nó như thế nào? à, các em để ý với thầy khi mà nó có cả uh, lysine này có cả lysine và có cả uh, axit glutamic này uh, thì các em dồn nó về ở dạng tổng quát nhất có thể thứ nhất là các em cắt cái NH ra cắt COO ra thì phần còn lại là phần còn lại chính là ankan ankan thì các em cắt cho thầy thành anken là CH2 và hiro bay ra ngoài tách ra ngoài Thế cái hydro này của thầy ở đây nó sẽ bằng số mol hỗn hợp là 0,21 rồi đó, 0,21. Thế còn lại những thông tin còn lại thì sao? À thầy có gì đây? <laughs> Tiếp theo nữa là cái gì? Liter, các em bảo toàn liter đây là 0,12 rất rõ ràng. Cái CO thầy là không cháy, không ảnh hưởng gì cả. Cái CH2 thầy bảo toàn hiro, Thầy có nước của thầy ở đây chia ra. kem à, các em chia Con nước thầy ra. 29, bao nhiêu? 29, 88 các em chia 18 bằng 1,66. Như vậy các em có là 1,66 này. Các em bảo toàn hero, các em tìm được CH2 này của thầy, nó sẽ bằng là 1,39. Đó. Đến đây thì người ta yêu cầu là cái oxy cháy đúng không? Thì oxy cháy các em quá đơn giản rồi. Các em có là 0,12 chia 4. COO không cháy cộng 1,5 nhân với 1,39 cái này các em phải thành thạo hết rồi. Cộng với 0,21 chia 2 ra số mol của oxy cháy thì kết quả bằng 2,22 mol, rất là nhanh chóng, không có gì đẳng cấp cả. Đấy. bài toán này thực tế ra các em làm về mặt tính toán thôi. chứ còn về mặt hóa học thì theo thầy thì nó cũng không đúng lắm. Là bởi vì thực ra khả chả có hỗn hợp nào mà uh, lại vừa có cả lỏng này, khí này, rồi lỏng này, rắn này. Đấy, rắn này. Đấy. Rồi khí này, nghe rất là buồn cười. Thực ra người ta chế cái bài này mục đích của người ta chỉ là để các em rèn luyện cái phần liên quan đến quy đổi chứ người ta cũng không chủ định là để ý với thầy là cái chất tức là không thỏa mãn về mặt hóa học. Từ còn về mặt toán học thì có lẽ là nó luôn đúng, không vấn đề gì cả. các em cứ rèn luyện cho thầy cách tính cho thầy là ok rồi. như vậy đáp án thầy còn là B.